điều điên rồ nhất của mình đấy là đi bộ. Đi bộ từ quận 8 ra tới Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đôi giày cao gót mà H'Hen từng mang cao nhất đấy là 25 phân trong một cuộc thi truyền hình thực tế. Trên cơ thể của mình H'Hen tự tin nhất đó là đôi chân của mình. Chỉ cần mặc váy thôi nhìn chân sướng. H'Hen không thích người đàn ông hút thuốc, cờ bạc, rượu chè hay là một cái người đàn ông cọc tính. Thứ mà đang ghiền nhất của H'Hen là nước hoa. H'Hen thì không có biết về tất cả các sản phẩm. H'Hen bắt đầu xài nước hoa từ sau đăng quang, sau sinh nhật của mình chứ, thì được một người bạn của mình tặng cái chai nước hoa đó thì H'Hen bắt đầu xài nước hoa và từ đó thì cảm thấy rất là thích. Chạy ngay đi. Các bạn có biết là khi mỗi lần mà H'Hen đi tập gym mà H'Hen mở chạy ngay đi á, mặc dù đang rất là mệt nhưng mà nghe cái chạy ngay đi hay là những cái cao trào ở trong cái bài hát mà H'Hen bắt đầu muốn chân muốn tay. Nhưng mà may mà H'Hen tập ở một cái phòng nó hơi vắng người nên là những cái hành động đó của mình chỉ có mình biết và mình soi gương mình cười.